Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đi đào chuột nha mọi người. Lại một ngày rảnh rỗi của anh em mình đi kiếm ăn đây. Ở nhà hết thức ăn rồi. Anh em mình phải nên đi kiếm chuột thôi mọi người, đi đào chuột, đào dế thôi. Mọi người cùng theo dõi anh em mình nhá. Đây, anh em đang đào đây. Đâu rồi? Con chuột chết. Con chuột chết tiệt. Yêu. Răng. Hang này không có đâu mọi người ạ. Giờ anh em chuyển sang kiếm hang mới thôi. Này anh em mình đào hang nha. Đào hang mới nha mọi người. Đây rồi. Anh chàng nghìn rượu đào chuột rồi. Mới chắc luôn này mọi người ạ. Thằng nhìn rượu nhát vậy nó đi cửa tìm anh em mình vừa siêng ngang thôi. Muốn ăn phải đi kiếm thôi mọi người ạ. Ủa, bây giờ. Nhập ra là. Chỗ này đời bơi không biết bắt được không nữa. Ông anh này đầu khỏe luôn nha mọi người, quá khỏe luôn. Đó, đó bắt rồi nha mọi người, đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Ôi, thằng em bắt hay quá. Thằng em này bắt quá hay luôn, uống rượu cũng mạnh luôn, bỗng. Hay là một con đó ta? Giờ anh em mình phát hiện thêm một cái hang mới nha mọi người. Giờ đang phát cái bụi đây cho nó dễ đào dễ bắt hơn nha. À, đây là bắp của người ta đây mọi người. Đây chú đang đào dế nha. Anh trong đầu đây. Mẹ tao có thành rồi. Mùi. Cũng bằng. Cũng thuộc cá bự luôn. Đó, thôi chứ. Chưa đẹp này. Bỏ quá. Bỏ. Ở đây này. Người thấy có không? Có không? Đi đúng ngô. Không hơi mở hơi nhìn. Có thể bỏ mà nó hẹp thế mà. Sao có một con nhỏ ta? Cái con ấy. Chú coi thử đuôi nó nhiều á, kiểu này nhiều á. Ai nói? Từ từ đi. Trời bị con trời nè. Có. Ô, có cái đuôi. Có cái đuôi. Mà đi. Mà chắc nó nhiều ấy. Xe xẹt đèn cho. Điều này nhiều quá, nhiều quá. Hết tao. Ngày nay mai chị chết. Qua đi. Đó, 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 thấy chưa? Đó, còn nhỏ tiếp. Ui. Qua đi. Nhắn rồi nè. Bỏ rừng rồi. Măng ở dưới. Điều này nhiều luôn. Được hai con.
có nhìn đó, thấy chưa, được hai con luôn đó. Đài một con nha, hết vừa hai này này, rửa đây bên trong còn nhiều nha mọi người. Ôi, cô cũng bắt được mọi người ơi. Cái linh đua. Ê mẹ ta cỏ. Bự luôn rồi mọi người. Ồ, chưa. Đây, cái của nó nè. Đó, siêu to cũng lò luôn mọi người. Cái này phát hiện tiếng nha mọi người. Giờ chuẩn bị đào hang thứ ba đây mọi người. Đấy, hang hồi nãy là được thảo con nha. Đó, con của nó nha. Con cũng không tha luôn. Đào xíu mà khó đấy nha mọi người. Hiện ra rồi. Mấy cái thằng tột này không dung tha được, nó phá hoại tài sản của bà con. Thằng này nhiều quá. Na. Ôi na. Ôi. Cúp lắm luôn. Ở bằng này này. Có điệt à? Này bao nhiêu? Không như nào. Điệt em không mà hiểu anh mà đùa. Ai người này là đào khỏe quá, khỏe luôn nha mọi người. Cái này như nào? Ôi, ôi, lại bao vậy? Ôi, ôi, ôi. Đó, đó. Nhiều lắm mọi người. Đó, 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 đó. Rồi cái này. Cái những con thôi mà. Nhiều luôn. Ôi, con cái đang đẻ. Ôi, ôi. Lùi vậy. Ôi, yên lùi vậy. Kệ đi. Nhỏ mà. Đó. Bác đó thấy chưa, muốn bác hết rồi. Đây con cho mình đây, đó là giỏi lắm nha mọi người. Đấy, cũng đau cười. Đó. Bắt đi, bắt đi. Giờ phát hiện. Phát hiện thêm tiếp hàng mới nha. Đói quá mọi người à, giờ gần nó trong là 10 giờ rưỡi rồi, mệt quá mọi người. Đào tầm tí anh em mình về thôi. Giờ mệt quá rồi. Bà đi, bà đi. Ừ. Làm cái cổ đi. Đập, 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 đập cho nó ra. Làm rồi, làm cái đúng. Làm nó nhét lại. Rồi đấy. Rồi, nhét rồi. Từ từ. Từ thôi, từ từ. Phong phong phong. Ấm bốc quậy. Khoai là coi như đó ba âm được đá nha, quá đá luôn, đá luôn. Giờ coi như 1 giờ đấy nha mọi người, giờ anh em mình về rồi tụt tại mọi người đó. Đây là thành quả anh em mình đây nha. Qua đó mình thấy quá nhiều luôn nha mọi người. Đó. Giờ anh em mình đang đốt chuột và nướng chuột nha mọi người. Đây đó thấy chưa. Mà.
Mình mời mọi người cùng ăn chuột với mình nhá. Đây này, đây chấm miếng ớt này, đó. Ớt siêu cay lên mọi người ạ. Ôi ngon quá mọi người ơi. Đây làm thêm miếng nữa. Mình kết thúc video tại đây nha. Mọi người nhớ xem và đăng ký kênh cho mình nha.